Con trai châm lửa đốt nhà do mâu thuẫn với bố mẹ gây hậu quả khôn lường. Tối ngày 24 tháng 3, một căn nhà 2 tầng thuộc sở hữu của vợ chồng ông BVM, xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh đã dùng các dụng cụ để dập lửa và gọi cứu hỏa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 xuất xe cứu hỏa và cử lực lượng đến hiện trường dập lửa cứu dân. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 1 rồi cháy lan lên tầng 2 trong đêm tối, khiến công tác cứu hỏa gặp khó khăn. Sau vài phút, đội cứu hỏa cũng dập tắt được đám cháy. May mắn thay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định là do có người chủ động châm lửa đốt. Đối tượng được xác định là PTA, sinh năm 1999, con trai ông BVM, đốt vì mâu thuẫn với gia đình. Trước đó tại Hòa Bình cũng xảy ra một sự việc tương tự, cô con dâu đốt nhà, đổ thuốc sâu vào giếng nước vì mâu thuẫn với bố chồng. Theo điều tra ban đầu, vào 23 giờ 40 phút ngày 27 tháng 2, tại gia đình ông Nguyễn Văn X, sinh năm 1971, trú tại Nghĩa Kiếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình, bất ngờ bị bốc cháy. Hậu quả khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng một số vật dụng khác bị cháy, hư hỏng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 40 triệu đồng. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông X phát hiện giếng nước ăn có mùi lạ. Khi bơm nước lên xuất hiện có nhiều bọt, quanh khu vực giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Zia Sofina 150SL cùng một vỏ chai có mùi xăng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng lập chuyên án mang bí số 2000H, tập trung lực lượng xác minh điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định con dâu của gia đình ông X tên Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 2000, trú tại Nghĩa Kiếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình chính là thủ phạm. Tại cơ quan công an, Ngân thừa nhận hành vi của mình. Ngân khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2020, đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nhà chồng. Bố chồng của Ngân là ông Nguyễn Văn X, thường xuyên mắng chửi và nói xấu y trước mặt khách đến nhà chơi và hàng xóm, khiến y cảm thấy bị xúc phạm, mất sĩ diện và tự trọng nên đã xin dọn về nhà bố mẹ đẻ để sống. Trong khoảng thời gian đầu sống với bố mẹ đẻ, ông X vẫn tiếp tục có lời qua tiếng lại nói xấu con dâu. Trong khi chồng y đi làm xa ít về nhà, bản thân thì đang nuôi con nhỏ. Quá bức xúc trước những lời lẽ không hay của bố chồng về mình, Ngân đã nảy sinh ý định trả thù. Ngoài ra, trong vụ việc này thì đối tượng còn bỏ thuốc diệt cỏ vào giếng của gia đình nhà chồng. Hành vi này hết sức tàn nhẫn, thể hiện mục đích giết người rất rõ ràng. Hành vi đầu độc nguồn nước là hành vi có khả năng làm chết nhiều người. Đây cũng là hành vi giết người, nạn nhân không chết là do được phát hiện kịp thời. Rất may mà người dân đã phát hiện lò thuốc diệt cỏ gần khu vực giếng và phát hiện có mùi thuốc diệt cỏ nên đã không sử dụng. Nếu không phát hiện kịp thời thì rất có nhiều người đã bỏ mạng bởi thủ đoạn đê hèn của người phụ nữ này.